rồi. Ok nhé, để cho họ chụp tình. Xong chưa? Có được chưa? Đây là đặt khán đài chính đấy các bạn. Đây là ngay đường vào đập Quan Lâm của Hoàng Sơn, phố Đà Nẵng. Địa điểm tổ chức lễ hội cũng theo di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia theo quy định số. Vào đập Quán Thế Âm đấy các bạn, tại chùa Quán Thế Âm của Hoàng Sơn. Đường vào đập Quán Thế Âm này đi vào cỡ hai người vào thôi các bạn. Đập Quán Thế Âm đấy các bạn, tại chùa Quán Thế Âm của Hoàng Sơn. Thank you.
ba người một lát thôi. Dưới đường bên đi thấp là chịu nặng rồi. Đúng là cũng thấp rồi. Bây giờ có tiếng luôn. Bay vào sau em. Đi có lại vào luôn hả? Em bay trưa qua. Tối nay phải đến luôn mà. Chị ở đây một ngày thôi. Vợ đi qua cả không được. Mấy đứa đi lại. Nhưng ơi, Thành ơi. Này, ra lên đi. Cũng như vào trong núi đá ở từ đầm có cái hầm anh thành ra một cái những cái núi đá nó giống được quấn theo một tát thôi rồi. Tiếp theo phần hội là cùng với anh Sơn tổ chức cái phần hội cho các bạn, phần hội đua truyền thống đua ghe truyền thống trong khuôn khổ lễ hội Vũng Thiên ngày 19/2. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa ban tổ chức, các tiểu ban của lễ hội cùng toàn thể quý vị, trong chuỗi các hoạt động hội tại lễ hội Quán Thế Âm hàng năm, hội đua thuyền truyền thống luôn là điểm nhấn và là một hoạt động thể thao có quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách đến trải hội. Năm nay, ban tổ chức lễ hội rất vui mừng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các quận huyện trong thành phố và các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cử các đội đua thuyền nam nữ của địa phương mình về tham dự lễ hội. Vì vậy, hội đua thuyền truyền thống năm nay thực sự là một ngày hội lớn, một hoạt động có quy mô nhất kể từ trước đến nay. Qua quá trình chuẩn bị, các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức hội và căn cứ vào chương trình do ban tổ chức lễ hội ban hành, hôm nay ban tổ chức tiến hành khai mạc hội đua thuyền truyền thống lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2023. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Hà Vĩ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng các vị đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Tạ Từ Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng các vị trong thường trực quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các vị đại diện lãnh đạo các phòng ban, hội đoàn thể của quận. Xin trân trọng kính giới thiệu các vị đại diện lãnh đạo các phòng văn hóa, thông tin, các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, trung tâm văn hóa và thể thao các quận huyện trong thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng kính giới thiệu các vị đại diện lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành hội đoàn thể 4 phường thuộc quận. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đã đến dự,
và đưa tin hội đua thuyền truyền thống hôm nay. Đặc biệt là sự tham gia của gần 150 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đội của 10 đội đua đến từ các quận huyện trong thành phố và các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, gồm các đội quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. 4 đội đua thuyền đến từ 4 phường: phường Mỹ An, Quê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý, cùng các cổ động viên và du khách thập phương hành hương về với lễ hội Quán Thế Âm năm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe tất cả quý vị. Đây là hội chúng mày đi top vào chứ, là chúng mày nhìn tụi mày. Thank you.
đâu đúng không ạ? Rồi xin lỗi các bạn nhé, bởi vì trong chương trình khuôn khổ lễ hội và quay nội dung nên sắc màu Đà Nẵng không liên hệ được với ban tổ chức để mà đi theo ghe và quay hội đua ghe truyền thống trên sông Cổ Cò. Thuyền đua của mình như vậy là có bao nhiêu người đấy vậy? 12 người. À, chúc mừng đội thuyền đua của quận Cẩm Lệ nhé. Vâng. Vâng. Chúc chị sức khỏe. Đội mình đó là về là giải thứ ba mà cái gì? Giải nhì. Cho hỏi là đội của là phường nào? Ở đây là phường Hòa Quý đạt về giải nhì trong lễ hội Quán Thế Âm năm 2023. Hòa Quý đâu? Là đơn vị thi đua Nam Sơn Trà ở đường đua ở thi đua số 3 là đơn vị thi đua Nam quận Thanh Khê. Ngày chúng ta thay bằng tay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều lần cho mình nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Mình đi sửa.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ và chia sẻ sắc màu Đà Nẵng Channel nhé. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.